cách tạo màu nước màu trà đẹp cho ao tôm đơn giản. Việc gây màu nước ao nuôi tôm có vai trò quan trọng trong quá trình nuôi tôm, quyết định tỷ lệ sống của tôm trong tháng nuôi tôm đầu tiên cũng như tốc độ tăng trưởng và phát triển đồng đều của tôm. Sau đây là cách tạo màu nước đẹp, màu trà cho ao tôm đơn giản. Tạo sao cần phải gây màu nước cho ao tôm? Tạo màu nước cho ao tôm là một phần quan trọng trong quản lý ao nuôi tôm, Màu nước ảnh hưởng đến sức khỏe của tôm và có thể ảnh hưởng đến hiệu suất sản xuất, cụ thể như sau. Tăng cường dinh dưỡng, màu nước được tạo ra bởi các loại tảo và vi khuẩn có thể cung cấp nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, giúp tăng cường dinh dưỡng và tăng trưởng. Kiểm soát ánh sáng, một mức ánh sáng phù hợp giúp duy trì chu kỳ sinh học tự nhiên của tôm. Điều này ảnh hưởng đến các quá trình sinh sản, tăng trưởng và hành vi săn mồi. Kiểm soát nhiệt độ màu nước có thể giúp kiểm soát nhiệt độ nước bằng cách hấp thụ hoặc phản ánh sáng mặt trời từ đó duy trì một mức nhiệt độ ổn định trong ao nuôi quan trọng cho sức khỏe của tôm ngăn chặn tia uv một lớp màu nước có thể giúp ngăn chặn tia uv từ ánh sáng mặt trời giảm ánh sáng trực tiếp xuống nước và giảm nguy cơ tôm bị cháy nắng kiểm soát tạo độc hại một lớp màu nước có thể giúp kiểm soát sự phát triển của các loại tạo độc hại ngăn chặn chúng từ việc cậy nước và gây hại cho tôm tạo điều kiện sống tốt màu nước tạo ra một môi trường sống tự nhiên cho tôm giúp chúng cảm thấy thoải mái và giảm stress khi màu nước ao nuôi tôm đạt chuẩn có thể tiến hành thả giống tôm thả giống tôm khi màu nước ao đạt chuẩn sẽ giúp tôm dễ thích nghi với môi trường mới giảm tỷ lệ hao hụt ao tôm có màu nước như thế nào là chất lượng màu nước trong ao nuôi tôm là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của tôm Màu nước thích hợp sẽ giúp tôm có nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào, ổn định các yếu tố lý hóa của ao nuôi, giảm khí độc, từ đó giúp tôm tăng trưởng và phát triển tốt. Cụ thể, đối với ao nuôi nước ngọt, màu nước xanh nhạt, đọt chuối non là màu nước thích hợp nhất. Màu nước này là do sự phát triển của tảo lục, loài tảo có vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn tự nhiên của ao nuôi. Tảo lục là nguồn thức ăn chủ yếu cho các loài động vật phù du, là thức ăn thứ cấp cho tôm. Ngoài ra, tảo lục còn có tác dụng hấp thu các chất hữu cơ, giúp giảm khí độc trong ao nuôi. Đối với ao nuôi nước lợ, nước mặn, màu nước vàng nâu, màu nước trà là màu nước thích hợp nhất. Màu nước này là do sự phát triển của tảo silic, loài tảo có khả năng hấp thụ canxi và silic từ nước, giúp tăng cường độ cứng của vỏ tôm. Tảo silic cũng là nguồn thức ăn quan trọng cho tôm. Tảo trong ao nuôi không được quá dày, cũng không được quá thưa nếu tảo thưa thì nước sẽ có màu trong tôm chậm lớn nếu tảo dày thì sẽ làm thiếu oxy cho tôm về đêm dẫn đến tôm yếu và dễ mắc bệnh do đó bà con nuôi tôm cần chú ý theo dõi màu nước ao nuôi và có biện pháp điều chỉnh phù hợp cách tạo ra màu nước đẹp màu cha cho ao tôm có hai cách để tạo màu nước đẹp màu trà cho ao tôm sử dụng phân hữu cơ vô cơ Bà con có thể sử dụng các loại phân hữu cơ như phân chuồng, phân xanh, phân cá để bón cho ao nuôi. Các loại phân này sẽ cung cấp dinh dưỡng cho tàu phát triển. Ngoài ra, bà con cũng có thể sử dụng các loại phân vô cơ như Ure, Superlân, Kali để bón cho ao nuôi. Tuy nhiên, bà con cần lưu ý sử dụng phân vô cơ với liều lượng phù hợp để tránh làm ô nhiễm môi trường ao nuôi. Cách bón phân hữu cơ, vô cơ như sau: Bước 1. Bà con cần vét sạch bùn đáy ao trước khi bón phân. Bước 2. Bón phân hữu cơ trước, sau đó bón phân vô cơ. Bước 3. Bón phân đều khắp ao, sau đó sụp khí hoặc quạt nước để hòa tan phân trong nước. Sử dụng chế phẩm sinh học Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại chế phẩm vi sinh được bày bán. Các loại chế phẩm này có tác dụng bổ sung vi sinh vật có lợi, giúp phân hủy chất hữu cơ, tạo nguồn thức ăn cho tạo phát triển cách sử dụng chế phẩm vi sinh như sau. Bước 1. Hòa tan chế phẩm vi sinh trong nước sạch. Bước 2. Bón chế phẩm vi sinh đều khắp ao. Bước 3. Để chế phẩm vi sinh phát huy tác dụng cần sục khí hoặc quạt nước trong vòng 24 giờ. Lưu ý khi tạo màu nước cho ao tôm. Bà con cần theo dõi màu nước ao nuôi thường xuyên để có biện pháp điều chỉnh phù hợp. Tạo không được quá dày, cũng không được quá thưa nếu màu nước ao nuôi quá xanh thì bà con cần giảm lượng phân bón hoặc bón phân vô cơ với liều lượng thấp hơn nếu màu nước ao nuôi quá vàng nâu thì bà con cần tăng lượng phân bón hữu cơ hoặc bón phân vô cơ với liều lượng cao hơn tạo màu nước đẹp màu trà cho ao tôm là một khâu quan trọng trong quá trình nuôi tôm bà con cần nắm vững những kiến thức cơ bản về màu nước ao nuôi và có biện pháp điều chỉnh phù hợp để giúp tôm phát triển khỏe mạnh và đạt năng suất cao cảm ơn quý vị đã xem hết video nhớ để lại một like và theo dõi kênh để xem thêm nhiều thông tin về ngành tôm xin cảm ơn